một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán, chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ Xu ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nghe trang giấy, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên.
sao em đếm hết công ơn người thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kỷ luật, giờ học nghiêm túc, nhưng giờ ăn ngủ buổi trưa các em không nghe cô bảo mẫu vẫn còn mất trật tự đùa giỡn với nhau. Các em phải có ý thức giữ kỷ luật trong giờ học cũng như trong giờ ăn giờ ngủ. Tổng số điểm tuần này như sau: lớp 11 243 điểm, lớp 12 244 điểm, lớp 13 243 điểm, tuần này lớp 12 được hàng cờ. Nhưng mà đầu giờ chơi buổi sáng buổi chiều em còn lè mè và nói chuyện nhiều ở cuối hè, vậy khiến cô nhắc nhở thì các em cần phải khắc phục trong tuần này, nếu không cô sẽ trừ điểm nặng tuần sau. Về nếp vệ sinh thì cả ba lớp phải giữ vệ sinh trong lớp ở đầu giờ thì rất là tốt, nhưng mà khi có tiết thủ công thì các em lại bắt đầu xả rác ở trong học bàn và ở dưới ghế, thì các em cũng cần ý niệm và lớp quá. Các em khối lớp 5 theo cô nhận xét thì về nếp yêu cầu thì trong tuần vừa qua đó, thì số các em nghỉ học cô thấy là có ít hơn so với tuần trước. Về nếp truy bài thì nếp truy bài các em vẫn duy trì tốt, tuy nhiên ở đây cô nhận thấy có một số nhóm các em ngồi nói chuyện trong lúc mà các em truy bài. Nói chuyện ở đây là nói chuyện riêng đó. Lớp 5-1 thì có số 24, số 12, số 29. Lớp 5-2 có số 35, 41, 21, 28. Lớp 5-3 có em Hoàng Quân, em Linh Trí, em Triều Cương. Lớp 5-4 có số 27, số 13. Về nếp xếp hàng thì ở đây cô thấy là em ổn định hàng tương đối là nhanh. Nhưng mà khi em di chuyển lên lầu đó thì em vẫn còn nói chuyện rất là nhiều. Lớp 5-1 số 35, số 11, số 19, số 12. Lớp 5-2 có số 35, số 2, số 39. Lớp 5-3 có số 31, 33. Lớp 5-4 em Phương Nguyên, em Hoàng. Rồi ở đây cô thấy cái hiện tượng các em đi lên xuống cầu thang thì các em vừa đi, các em vừa đọc truyền nữa. Thì ở đây cô nhận thấy rằng là cái vấn đề mà ta vừa đi vừa đọc truyền, mà truyền này cô lại nhìn thấy truyền tranh nữa. Các em cố gắng là chúng ta không nên đọc truyền lúc di chuyển đi lên xuống cầu thang, làm như thế là rất là dễ bị té. Về nếp kỷ luật thì lớp 5-1 có một số em như là em Lâm, Quỳnh Phương, em Phú, Minh Huy, Quốc Thịnh. Em chơi cái trò chơi mà ta gọi là trồng cây chuối đó, thì cô thấy rằng là đầu thì em để xuống đất mà hai chân thì em để lên trời đó. Như vậy thì cái trò chơi này cô lại nhìn thấy các em này chơi ở ngay ở dưới chỗ bậc cầu thang đó, chứ không phải là ở dưới sân mà chơi ở trên cái chỗ cái cầu thang mà cái chỗ mà cái bậc thềm mà nó rộng đó, đó em chơi ngay chỗ đó. Như vậy là trò chơi đó rất là nguy hiểm, các em cần phải bỏ ngay cho cô cái trò đó. Lớp 5-2 số 39, số 27, số 31 em chơi cạnh nhau. Lớp 5-3 em Đức Huy, số 11, số 28 là các em chạy dẫn quá nhiều. Lớp 5-4, số 35, số 37 cùng em, các em cũng chơi chạy đuổi nhau rất là nhiều. Về nếp vệ sinh thì các em ít giữ gìn vệ sinh tốt. Như vậy là tổng số điểm trong tuần vừa qua, lớp 5-1, 2 điểm, lớp 5-3, 243 điểm và lớp 5-4. Thầy đề nghị cho chúng ta cho một tràng pháo tay nhiệt liệt năm lớp nhận cờ luôn luôn trong tuần lễ này. Xin mời các em về chỗ. Và tiếp theo, các em môn toán thì có 5 em dưới điểm trung bình, cụ thể là khối lớp 3 có 2 em, khối lớp 4 có 3 em. Thì cô thấy là đa số học sinh của trường mình đều cố gắng tập trung và kiểm tra đạt điểm trung bình trở lên, trong đó có rất nhiều em học sinh đạt điểm giỏi và điểm khá. Thì cô đề nghị toàn trường chúng ta vỗ tay nhiệt liệt khen ngợi hay đó. Tuy nhiên thì cũng còn một số ít em môn toán với điểm trung bình và môn thể dục thể thao gì cho nhảy cao nhảy xa gì cô cho các em tập luyện, còn đi còn ăn thì phải đi như thế nào, từng bậc thì chưa đi xuống cũng từng bậc mà đi lên cũng từng bậc, chỉ cần cái chân nó em quẹo vào một cái là tai nạn có thể xảy ra. Cho nên là cô khuyên các em là đi dài có quay hậu nè, đi dài sau đang có cái đế rất là thấp,
bắt nhẹ thôi là cháu cái tay cũng bị hết chưa? Đâu phải? Ăn bột vậy là sướng không?